Tử vi tuổi Thân tháng 3 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Thưa quý vị, có thể nói rằng khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những người tuổi Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập được thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Cho nên họ là người có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị ở xung quanh mình. Hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình của tuổi Thân trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Vậy trong tháng này, gia chủ tuổi Thân có gặp may mắn tài lộc, làm ăn phát đạt hay gặp đen đủi, xui xẻo đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết cụ thể. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, tức ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là trường lưu thủy, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Thân. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu, những gia chủ tuổi Thân sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 3 tới ngày 12 tháng 4 dương lịch có nạp giáp là Canh Dần, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ giáp Thân sinh năm 2004 và Mậu Thân sinh năm 1968. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 3 tới ngày 24 tháng 4 dương lịch nạp giáp Nhâm Dần, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 92, Canh Thân sinh năm 80. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 3 tới ngày 6 tháng 5 dương lịch có nạp giáp là Giáp Dần, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, Bính Thân sinh năm 1956. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với những người tuổi Thân trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 3 tới ngày 15 tháng 4 dương lịch có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là trường lưu thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 3 tới ngày 27 tháng 4 dương lịch có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 3 tới ngày 9 tháng 5 dương lịch có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Hỏa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng sẽ thuận lợi, đạt được kết quả như ý. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Thân trong tháng 3 âm lịch. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Trong tháng này, với vận may khá tốt cho sự nghiệp, những người tuổi Thân sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, tất cả các vấn đề vướng mắc, sự cống hiến, mọi cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn sẽ được cấp trên công nhận, có thể được thăng chức và nâng cao trình độ chuyên môn. Nếu bạn là người kinh doanh, hiệu suất công ty sẽ được tăng lên đáng kể, miễn là bạn đối xử với vận may trong công việc một cách nghiêm túc. Còn với những người làm công ăn lương, công nhân tại các nhà máy, công xưởng, thì từ tháng này sẽ là một tháng rất vất vả. Bạn sẽ phải tăng ca liên tục để đạt được năng suất công việc mà công ty đã đề ra. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên thì các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo có tác dụng hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về mặt tài lộc, tháng này bạn có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Tam hợp mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là cưới xin hoặc ăn hỏi. Với việc bạn cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Ngoài ra, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, thì tháng 3 âm lịch, những gia chủ tuổi Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Về mặt tình cảm và gia đạo, tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sức lực cho những người tuổi Thân. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút được nhiều người khác giới. Tuy nhiên, bạn cần giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản, tài chính của bạn. Các cặp đôi cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó mà khiến cho bạn và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà. Còn người độc thân sẽ sớm tìm thấy được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là sức hút mà bạn chẳng thể chối từ. Để chuyện tình duyên suôn sẻ, hạnh phúc, may mắn và thành công, các gia chủ tuổi Thân cần mang bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Đây là vật phẩm hỗ trợ kích tình duyên, đồng thời cũng giúp những gia chủ lập gia đình, thành công, hạnh phúc, yên ấm cửa nhà, tình cảm khăng khít. Về mặt sức khỏe của người tuổi Thân trong tháng 3 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, tinh thần của người tuổi Thân có dấu hiệu không được tốt như các tháng trước đó, do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Cho nên bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt. Nếu không, sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong tháng sau. Để giúp các gia chủ yên tâm khỏe mạnh hơn, các gia chủ tuổi Thân hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo.
Đây là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn. Tử vi của từng tuổi Thân trong tháng 3 âm lịch. Thứ nhất, Mậu Thân sinh năm 1968. Mậu Dương Thổ gặp Nhâm Dương Thổ là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ Mậu Thân nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh các phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, bản mệnh nên bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết, khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp và yên bình. Tình trạng sức khỏe của những người tuổi Mậu Thân trong tháng khá ổn định. Chú ý giữ tinh thần bình ổn, thoải mái, chú ý vận động, nghỉ ngơi hợp lý, không nên dồn quá nhiều thời gian và sức khỏe cho công việc. Bên cạnh đó, người tuổi Mậu Thân cũng nên mang theo bên mình kim bài Thái Tuế để bảo vệ bản mệnh, mang lại may mắn, tài lộc. Thứ hai, Canh Thân sinh năm 1980. Canh Dương Kim gặp Nhâm Dương Thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ Canh Thân nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Vận trình nửa đầu tháng của bản mệnh khá ổn định, sự nghiệp không có nhiều xáo trộn, bản mệnh đang có những thành quả khá tốt trong tay. Nếu bản mệnh muốn nhanh chóng tăng lương, thăng chức thì nên học hỏi, bồi dưỡng thêm về chuyên môn, cố gắng làm tốt nhất ở một mảng nhất định và thể hiện được khả năng làm việc độc lập. Đồng thời, nhanh tay nắm bắt những cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn. Người tuổi Canh Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát và mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Nhâm Thân sinh năm 1992. Nhâm Dương Thủy gặp Nhâm Dương Thủy là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người Nhâm Thân cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân ở xung quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá sẽ ảnh hưởng không nhỏ công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục, thể thao, tránh quá xa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Trong tháng có quý nhân phù trợ chắc chắn sẽ thu được những thành quả không tồi. Có điều đừng thấy thành công mà tự mãn, kiêu ngạo, bản mệnh cần giữ cho mình sự khiêm nhường và tinh thần cầu tiến, cầu thị, ham học hỏi. Để may mắn thuận lợi hơn, những gia chủ Nhâm Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Pháp khí sẽ hỗ trợ cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Quý vị thân mến, trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 3 âm lịch năm 2021 của các gia chủ tuổi Thân. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Thân trong tháng 3 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.